nãy sư phụ huynh giảng cái chỗ là khi mà người nhà mình có người mất thì mình nên đọc kinh Thiên Tâm để khỏi tốn tiền. Thì trong cái kinh Thiên Tâm nó có nhiều đoạn, xin sư phụ cho biết là mình nên đọc phần nào. Trong kinh Thiên Tâm mà không phải cuốn này là cuốn Nhật Tụng, cuốn kinh Thiên Tâm thật sự nó dày vậy nè. Trong đó có kinh A Di Đà, đi đọc kinh A Di Đà. Tất cả kinh Phật không có sai, kinh Đại Thượng có sai, nhưng mà mình có kinh dày đó không con, bỏ ra nó lại cho người ta download xuống. Hoặc là trong đó có đọc kinh Địa Tạng đầy đủ hết. Nhưng mà kinh Thiên Tâm chỉ thêm có một phần là cha mẹ nói là tu theo Di Đà Quán Âm mà. Trong bài kinh Thiên thứ hai đúng không? Thì mình chỉ thêm lúc mà vô mà lại á, với mà lúc mà khởi đầu kinh á, có tên cha, có tên mẹ. Còn kinh Phật của mấy chùa, mấy Phật tử đấy, không có cha mẹ trong đó. Hiểu không? Chỉ khác nhau có vậy. Cho nên lấy cuốn kinh dày á, đọc kinh A Di Đà rồi cho vui, lâu lâu đọc kinh Phổ Môn rồi nữa, chứ đâu phải kinh Thiên Tâm chỉ có vậy đâu. Hồi xưa trên núi có một lần có một cái người hộ pháp trên núi bị bệnh, mẹ trên kêu phải phải đọc kinh Dược Sư, kinh điển của Đại Thừa đa số là đúng, chỉ có thầy là không đúng thôi. Kinh là một chuyện, nhưng mà cái người hành xử theo kinh hay không đó là chuyện khác à. Cũng giống như là cái bài Tình Bơ Vơ Việt Nam buồn lắm em ơi đó, Việt Cộng nó đổi lại là gì ta? Gì? Hả? Chiều nay buồn lắm em ơi, đâu muốn là Việt Nam buồn lắm, hiện giờ Việt Nam là buồn phải không? Không có muốn mà ta nói mình trúng tim đen của mình cái tự nhiên đi bắt lỗi, bắt Tứ Ngọc phải ca gì. Mà ông Tứ Ngọc mà ở bển chắc ông ở thấy kẹt rồi, dí súng vào đầu ổng. Cho nên quý vị đồng bào và Việt Kiều đừng có chửi ông này tội nghiệp. Ở vào bển nó kiểu mình không có điều khiển được cái lời nói của mình. Thuốc hồ chi kinh, mấy ông thầy mấy ông đổi ba hồi. Lúc mà Kiệt đi về trời gặp Phật Thích Ca á, kể cái này hoài à. Phật đạp đích lọt xuống hiện giờ ngồi đây á, tại lo cũng nhớ nhà phải không? Là Phật giảng pháp thì Kiệt nghe á, Phật nói con xuống trần nó phải khổ độ. Xuống đây khổ một chút xíu nó buồn, cái đòi đi về, đòi về là gì biết rồi đó. Cái không xong không về á, trong 513 câu có nói. Phật nói là phải khổ độ, mấy ông thầy thời nay là phổ độ. Mấy ông đâu có chịu khổ nổi, nhất tự nhất sư. Là một ao một rừng cọp, giống như chùa ông Lý Center nè, ông hai anh em gây lộn nhau tại dành thùng bút xương, hai ông là dành sao. Cho nên một rừng một cọp, mà giống như Phật nói là tứ tăng mới thành một tự, tức là bốn thầy mới làm một cái chùa đúng không, mà thời nay là một rừng một cọp không. Thì cái chữ phổ độ với chữ khổ độ, mấy ông đâu có chịu khổ nổi. Còn Kiệt này bị Phật la, con không được đi về, không xong không về, khổ. Khổ là phải nhiều mặt dày nữa phải không? Dày nhiều mặt lắm, nhiều cái nón lắm, đủ loại nón hết. Giống như cái nhiều Phật tử lên comment chửi, nói tại sao anh giáo cái chùa của anh cho mấy ông thầy quốc danh không biết tu vậy hả? Vậy chứ bây giờ áo vàng cũng hơi hiếm á, giờ kiếm ai giờ? Mấy ông thầy nhí dưới đâu có biết tôi gì đâu. Hỏi bảy đi, đọc kinh cũng không đọc, mà đứa chùa 18 triệu biết lên nó kìa trả ớt á, 18 triệu, mà ngày hai thời kinh thôi cũng không thành đọc nữa. Sáng thì cứ ngủ bấm máy lăng nghiêm, đệ tử Thiên Tâm còn giỏi hơn mấy ông thầy đó nữa. Thế hỏi kinh kinh giờ giỏi hơn mấy ông thầy nhiều, đọc kinh hoài lăng nghiêm để cho cái tiết kinh đó, cho mấy vong linh rồi, với mấy chư thiên rồi hộ pháp rồi trong đó người ta nghe quá không. Còn mà ông là ngủ à. Ăn á thì mấy ông cũng không có ra nhà bếp ăn nữa, nhà bếp bự như vậy đó, mà cứ dọn hẳn ngay chiếc tam thánh ba cái tượng bằng thắt ăn vậy đó. Quý vị thấy có chướng mắt không? À thế mà kiện này hết kệ, ai làm thì tội nghiệp, có cái nghiệp đó. Thời mạt pháp mà chửi mình nó bữa ông cảnh nè, nói một cảnh mấy ông mà Phật tử cũ á, chỗ giờ mấy ông thầy quậy mà để tới giờ ai mặc áo vàng vô đó đi.
áo vàng ở Mỹ này cũng hơi khó kiếm á. Mà qua giai đoạn xưa thầy ông Lai quậy ở đó mình cũng bị chửi, cái hòa thượng nói thiêu mình cũng bị, bây giờ mình cũng hơi ấn hứng. Phật tử họ vô minh lắm, câu nhiều chừng nào càng ngu chừng đó, nói thật á, không có biết cái gì đúng cái gì sai hết. Họ cứ thấy áo vàng là binh, còn á, mình á, áo đời. Mà mình cúng dường cái building 18 triệu mấy bả không có nghĩ công sức, mà bả còn chửi ngược lại nữa. Tại khi người ta không thích á, người đời họ bị chấp lắm. Là nó ồ, mày ý mày có tiền, đụng chút là nói câu đó. Họ không có ngoài ra họ nghĩ câu gì khác. Nó đau lòng không? Mà từ ngày không biết cầm cuốn kinh tới hôm nay biết cầm cuốn kinh nó cũng không có câu cảm ơn chuyện nữa đó. Cái Phật tử thì mình khó độ, bây giờ đi tùm lum hết. Tại vì họ đi theo chùa giống như chạy show vậy đó. Bữa nào ở đằng kia có nhóm là chạy tới, chạy tới. Rồi cái họ nói chuyện lẫn nhau nhiều chuyện thị phi đó. Rồi nghe người này nói một kiểu, nghe người kia nói một kiểu. Mà đi kiểu nào nữa toàn là chùa Bắc Danh không. Mà chùa Quốc Danh á, thì sợ Thiên Long Sơn mở cổng không có thùng mũ xương á, thì mấy cái chùa đây ế. Cho nên chùa nào cũng ghét Thiên Long Sơn hết. Thì thành ra cuối cùng mấy Phật tử bị nhập tâm á. Nhiều người nói quá kiểm nó tả nghe con rồi nó theo nó không có tránh kiến gì. Sư phụ, con có nhiều người bạn đó, sư phụ con nói xuống đây đó, họ nói thôi đừng đi nữa, mai mốt đó là bỏ chồng bỏ con. Nói chung là ai muốn nói kiểu nào nói, nhưng mà cái khẩu nghiệp á, khi mà thân khẩu ý mà ai có gì nói mình định bỏ là được rồi. Dạ. Đang có giỡn này. Ở đây là cha mẹ dạy tạo thiên tâm á, là vợ chồng phải hạnh phúc. Mà lúc mới về á, thằng chồng thường nó hay trước, nhưng mà sau này á, mấy chư thiên mới nói á, là từ từ á, sẽ cải tâm họ bằng mình phải làm gương trước, mình mới độ người xung quanh. Cho nên những họ thiên là đều là những chiến sĩ đi đi đầu, phải làm gương mình mới độ người xung quanh. Còn ở ngoài đời bất cứ ai nghe một người mà ra đạo đều nghĩ kiệt là ngã mạng. Bất cứ nghe ai nói kiệt là tiên tử, là nói kiệt là nổ hay là ngã mạng. Tại vì họ chưa bao giờ có cảm nhận và họ chưa bao giờ biết cái thật và cái giả. Bây giờ quý vị giống như kiếm hai chai rượu chát, một chai 3-5 nghìn đô, có chai 100 nghìn đô nữa, với một chai 10 đô, đưa về Việt Nam cho mấy ông nhậu rế, mấy ông uống được hai cốc, hai chai rượu, bảo đảm quý vị nghĩ ông nhậu rượu đế ổng sẽ nói chai rượu nào ngon nha, cái rượu nào mắc tiền không. Cái chai 10 đô nó đắng hơn đúng không? Ổng nói cái chai 10 đô là mắc tiền hơn hả? Nó cũng yên vậy thôi. Cho nên chuyện này mới nói là ai mà hiểu về chuyện là chỉ có một cái là có duyên và phải ngồi đọc kinh ngồi thiền. Thì là cái đuốc nó có dầu thì nó sáng lên thì mới thấy được kiệt. Kiệt là nếu mà không có tu tập sẽ không có nhìn thấy kiệt là ai đâu. Cũng may là chỉ có tu tập chị cãi lại mấy bà Phật tử chị ngồi ở đây, chứ còn chị mà không có chánh kiến là chắc chị cũng bị mấy bà kéo xuống cầu luôn rồi. Em có một con người đang giận em, thầy nói chuyện luôn á, nói em không đi tới đâu, nó không chết. Trời ơi, mà sư phụ nói hay lắm, mà đâu phải mà giảng tầm bậy tầm bạ như mấy sư phụ khác đâu. Mà chị nói gì nói gọi nghe mày đi đi, mai mốt đó mày chồng nó nói mày á mê ổng luôn. Nói này chuyện nói cho nghe nha, thì không phải là giảng pháp, tại vì chưa tu ngày nào thì cũng không có mặc áo vàng, thì không có giảng pháp, thì chỉ nói pháp và việc khai trí, chứ thì không phải là giảng pháp. Còn nếu muốn nó muốn việc giảng pháp phải chờ
chờ một ngày á, Kiều phải mặc áo vàng và phải tu thiệt, rồi lúc đó Kiều mới giảng pháp. Tại giảng pháp mà mặc áo vàng mà nói sai á là không có nên. Cho nên việc nói những cái sự thật ở đời và việc khai trí và truyền tin đó là sự thật. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ ôi sao anh không có nói chuyện giảng pháp hay giống như mấy ông thầy trên mạng. Mấy ông chỉ nói để ngu ngủ thôi, mà khi mà khai trí mấy ông có khai được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu. Có hiểu được bao nhiêu về mặt đời. Mỗi ngày chúng ta đều sống á, là ảnh hưởng sự nóng lạnh của Putin với Tập Cận Bình. Mấy ông có hiểu mấy cái đó không? Ngày mai mấy ông chết bởi những cái bom tử của những cái người đó mà ông không có biết. Và mấy ông cũng không có biết được cái thế giới này giữa chánh và tà đang đấu với nhau, giữa xiển giáo và triệt giáo ở bên cõi vô vi. Mặt đời là giữa khối đồng minh và khối trục, nó ảnh hưởng cái đời sống tất cả Phật tử, con chiên, tất cả các đạo thế gian này. Cho nên kiệt xuất trần, mang sắc phàm, tái sanh là một cái lạ. Để mà có cái lạ nó mới tan biến được những cái cũ. Không phải cái cũ, nếu cái cũ mà đúng thì 8 tỷ nhân loại đâu có đến ngõ cụt ngày hôm nay. Cái environment, cái bầu khí quyển và cái Bắc cực, Nam cực, nó đâu có đổi khí hậu, rồi Covid, rồi bệnh tật, rồi thiên tai, lũ lụt, rồi hôm nay là chiến tranh tới nữa. Nếu mà những cái tôn giáo cũ hay những cái cũ mà đúng thì đâu có nó nông nổi như vậy đâu. Cha mẹ Phật đâu có muốn là những cái thằng ôm bom tự sát đâm mấy chiếc máy bay vô tòa nhà rồi cái nói về trời được thưởng 500 cô tiên. Không có thượng đế nào mà làm chuyện đó. Nếu người hiểu Phật là không ai nói chuyện đó. Vì suy nghĩ đi, nó phải có cái lạ. Cái lạ là cái thiệt. Sư phụ cho con hỏi sư phụ mấy tuần nay con đi liên tục luôn mà ông xã con để ý không hỏi đi đâu mà đi hoài đi hoài. Cái con nói dốc con nói là con đưa khách đi chở tại vì hỏi đi công chuyện về tối nó có tội không sư phụ? Cái này đang live stream. Kêu ông mở cái kênh live stream rồi. Ông thì con nói xạo. Ở đây biết bao nhiêu từ đây tới Houston, Nam Cali. Cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này mấy thằng chồng con cũng sẽ là đệ tử sư phụ. Là nó chưa hiểu thôi. Cho nên là về phải nhẫn nại. Phải mình phải làm gương. Thì bây giờ con chờ cơ hội để nói, bây giờ con không dám nói, chưa nói, bây giờ cơ hội chỉ buồn mới nói. Từ từ đi, khi nào mà con tu giỏi, con bớt có lải nhải thì về chồng nó sẽ thấy ông vợ mình bữa nay hiền bớt lải nhải thì nó sẽ bắt đầu nó hiếu kỳ nó hỏi. Thì lúc đó con mới nói là nhờ con tới đây. Cho nên sư phụ dạy con vậy đó, bớt lải nhải, bớt nói chuyện vậy. Phải đầm tắm xuống một chút. Thì tự nhiên chồng nó bò tới đây à, đơn giản. Giờ con chờ sư phụ nhận con làm đệ tử. Thì bớt lả nhải đi, bớt lụt chụp kiểu này đi, thì tự nhiên chồng tới. Cái là vừa mới nói rồi mình phải làm gương đúng không? Cho con câu hỏi khác nữa sư phụ. Hỏi hoài để người khác hỏi. Rồi em nói lên này đây em có. Cái này là gì mà? Cái này cho để lâu niệm, để mình quay một cái clip để cho thế giới biết. Tại vì mỗi một ngày á, mình ngày đó nó có ý nghĩa. Và mấy chục triệu con thiên âm thầm hiện về trong tất cả trên thế giới, nhiều người hiểu được. Thì âm thầm hay là mang cái dấu trước ngực, tuy là họ đang đi chùa, tuy là họ đang vô nhà thờ, nhưng mà họ đã quy y với cha, tự động lén lút hướng Đông Bắc. Thì là khoảng mấy chục triệu người. Thì họ để cho họ có cái trí nhớ
để đến màn hình này người ta coi tới coi lui người ta nhớ là ngày 16 tháng 3 thôi, chứ mình không có tổ chức gì rùm rà, kéo về cả đóng mà chết thương.